Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một mẫu nồi của Toshiba, mã nồi RC10VXG. Thì đây là nồi 1 lít nhé các bạn, 1 lít các bạn nấu được khoảng 2 bát, 2 bát rưỡi gạo ấy, khoảng 5 người ăn. Đấy, nồi này có màu hồng cát nhé các bạn, hồng cát, thân màu trắng. Đây, toàn bộ là không bẻ vỡ gì nhé các bạn. Đây thông số đây, VXG. Đấy. Nồi khá đẹp nhé các bạn, không bẻ vỡ gì nhé. Mặt này các bạn này, đấy. Không bẻ vỡ bong chóc gì nhá. Rồi, bên trong này cũng rất là đẹp nhé các bạn. Rồi, bên trong này mình chưa lau qua luôn này, nhưng nó còn rất là sạch, giòn rất là xanh luôn nhé các bạn. Đây, giòn rất là xanh luôn. Những dòng Toshiba mà giòn như thế này thì các bạn đỡ lo hơn, nhưng mà cũng chưa hẳn nhé các bạn, bởi vì lỡ ở bên kia người ta nấu gạo trắng ấy, thì nó cũng không có vàng. Mà đôi khi nấu nó đen nhiều thì cũng chưa hẳn là đã phải là người ta nấu nhiều. Xoong này các bạn này, long lanh luôn nhé các bạn. Đấy, sau này xoong chuông đây, rất là đẹp luôn. Đấy, vì người ta cái xoong là như cái chuông này các bạn này, búng và kêu rất là vang, nên Việt Nam mình thường hay gọi là tô chuông. Thì cái nồi tô chuông này nó là công nghệ cao tần áp suất hút chân không nhé các bạn. Đấy. Thì công nghệ này là công nghệ nấu cơm ngon nhất. Thì bạn nào hay xem kênh của mình ấy, thì có những cái video mình chia sẻ về cái hương vị hạt cơm của cái nồi này các bạn, nó khác hẳn so với tất cả các loại nồi luôn, kể cả như những dòng Tiger gốm ấy, nó gấp đôi cái dòng này, nhưng mà cơm không thể bằng cái dòng này được các bạn. Cái nhược điểm của cái nồi này đó là từ cái vung thôi. Đấy. Cái vung, cái doang thôi nhé các bạn. Nhưng mà cái doang thì các bạn yên tâm, cứ khoảng 2-3 năm thì nó xì thì các bạn cũng liên hệ mình cũng không sao cả. Rồi, mẫu nồi này mình đang bán mức giá là 4,3 triệu nhé các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ của mình. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.